con ăn sườn sẽ thái lên lên nha. Để cho nó ngon đó nha. Ui nhà ơi, ui nghe biết không? Lên thêm bài cái nhà nha. Cái thịt nó thơm, thơm mà cái vị nó đã lắm nha. Cái nhà biết không, cái này á thịt nó thơm rồi nó hòa chuyện quyện vô những cái chanh nó chua nè, và thịt nó thơm nè, cái độ ngọt của các loại rau nè, ngọt của hành, của hành tây, của hành tím, rồi củ cải nữa, rồi cái hành ngò gí ngò thơm, rồi tiêu nữa, có gì chăng lắm, nó kết hợp chua không, cái gì nó lạ mà đúng là đồ của Thái đó. Cái gì nó cũng chua không mà cay nghe. Thịt nó thơm lắm, thịt nó dai, nó mềm nữa. Cái mày biết không, lần đầu tiên Linh ăn cái món này đó, thịt nó thơm, chấm chút nước này ngon quá. Xương nó mềm nghe. Nó mùi hành nữa nha. Béo thịt dạ, mềm mà nó béo. Cái này Linh á, Linh có thể giúp Linh mua. Cái này 1,5 kg. Cái món này có vị chua, vị ngon đặc biệt á. Không biết nữa. Cái nước đã thử nha. Đúng phải không? Trong đời Linh lần đầu tiên mới ăn món này luôn. Cắn muốn cắn hoài luôn đó nha.
đúng là có thái cái gì nó cũng chua mà nó cay. Tình thích nhất là cái nước này, ăn vô đã nghe không. Cái này biết không, cái món này đang thịnh hành, mình thấy món này nhiều người ăn lắm. Không hỏi sao diễn tả được cái món này. Cái nhà biết không, bây giờ thì người Việt Nam của mình á, mà hay ăn gì cũng của Thái á. Mới đầu ăn lẩu Thái nè, rồi xong thế xoài á, xoài cũng ăn xoài Thái mới ngon, xoài Thái nó ngọt hơn thôi. Mình lẩu ăn lẩu Thái, rồi bây giờ mình tới sườn Thái. Cái nước nó phở quá. Cắn rồi xé rồi không, nó sức tới đó rồi nữa nè. Chúng thịt đã thơm. Ăn cái này phải xuống nước chèn đúng đó, nó có nước ăn không phơi. Gà. Nếu cả nhà thấy yêu thích kênh của Linh, xin cho Linh một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để Linh có động lực làm video tiếp theo cho cả nhà cùng xem nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết đoạn video của Linh. Linh hẹn cả nhà lại video vào ngày mai nha.